tinh hoa gỗ Việt mộc hương xốp phi mộc hương mến chờ các bác. Nay thì tôi có một cái đơn vòng chuỗi 108 hạt gỗ bách xanh, thì tôi cũng nên cho các bác những cái câu hỏi về thằng bách xanh này nhá. Bách xanh chìm nước này, thì bách xanh thì nó có mấy loại. Thứ nhất là nó có hàng thân hàng cành, hàng thân hàng cành, và thứ hai là hàng rễ nhé các bác, thứ ba nữa là hàng nu đó. Thì đó chính là ba loại đấy. Thì cái hàng rễ, hàng chìm nước này này là hàng rễ nhiều dầu. Các bác nhìn cái chất dầu của nó này, nó rất là đen luôn, dầu đen và nó chìm hoàn toàn 100% trong nước. Tí rồi sẽ test nước cho các bác luôn, sợi nào chìm rồi là nó sẽ chìm hết trong nước nhé. Tất cả những hàng rễ mà mọng dầu đen như này là sẽ chìm nước hết đó. Và câu hỏi là các bác là nên mua loại nào? Thì hàng nu thì giá trị của nó cao và nó hiếm, cho nên là giá thành của nó khá là cao trên thị trường. Hàng rễ thì tôi thấy là giá của nó hợp lý và ở mức phổ thông, ai thì cũng có thể sở hữu được một cái vòng gỗ rễ chìm bách xanh. Hàng này thì nó không khác gì hàng hoàng đàn cả, chìm nước rất là thơm luôn. Và nó hương thơm của bách xanh nó dễ chịu, nó không thơm đậm, thơm mạnh như ngọc am hay hoàng đàn đấy các bác. Hương thơm bách xanh thì nó thơm bền, thơm thanh mát, dễ chịu nhé các bác nhé. Tiếp theo là chất gỗ của bách xanh. Thì thằng bách xanh này nó chất gỗ của nó rất là đẹp, nó đẹp hơn cả ngọc am và hoàng đàn luôn. Chất gỗ của nó cứng lắm, cứng chắc, thơ gỗ mịn. Thì về nhiều anh em là thích chơi cái thằng bách xanh, thích đeo cái bằng bách xanh hơn, tại vì nó vừa thơm mà nó, chất gỗ nó vừa đẹp nữa, nó bóng đẹp lắm đó. Cái dây này bên tôi xỏ cũng rất là chắc chắn nhá, nên là các bác hoàn toàn yên tâm nhé. Dây bên tôi có cho dây dự phòng dài các bác khi mà các bác mua hàng nhé. Đó, nữa đó là cái hạt này thì bên tôi chọn từng hạt rồi, hàng chọn rồi, không có hạt nỗi, không có hạt sứt mẻ nhé các bác nhé. Đó, hạt đẹp từng hạt luôn, chất lượng. Cái giá thì nó đang rất là tốt, giá hiện tại bên tôi đang giảm cái chuỗi này, là 750, đang giảm còn 580 một chuỗi nhé. 580 một chuỗi thôi, bên tôi ship tận nơi, được kiểm tra hàng rồi mới thanh toán tiền. Bên tôi bảo hành chuẩn chất gỗ nhé các bác, bảo hành trong vòng 5 năm luôn. Bảo hành chuẩn chất gỗ, nếu mà phát hiện sai chất gỗ bên tôi đền 1 gấp 10, có nghĩa là 580 thành 5,8 triệu luôn các bác nhé. Cam kết uy tín bảo hành luôn. Và cái thời gian bảo hành là được đánh bóng miễn phí trong vòng 5 năm nhé các bác. Ví dụ các bác đeo 2-3 năm mà các bác thấy nó không đẹp nữa, nó xuống màu hay là nó nhiều bụi bẩn, thì các bác có thể gửi về cho shop để bên tôi có thể đánh bóng ráp lại cho các bác, lại đẹp như mới nhé các bác, gần như mới luôn. Đó, rất là chất lượng, rất là đẹp. Ráp đi phát là nó lại nổ ra cái lớp gỗ bên trong bóng đẹp và thơm, nó thơm rất là bền luôn. Cái thằng bách xanh này đeo 5-10 năm không hết thơm được, đeo cả 20 năm không bao giờ hết thơm nhé các bác. Cái chất gỗ của nó và cái tinh dầu của nó rất là cô đặc luôn, nó liên kết với nhau rất là chặt chẽ, cho nên là nó thơm bền lắm, nó thơm bền, thơm lâu lắm. Đó, cái chuỗi này thì tôi sẽ gửi cho anh, chọn cho anh một cái chuỗi này. Rồi, cảm ơn các bác nhiều. Các bác nào mà có nhu cầu về cái gỗ bách xanh này, các bác cứ liên hệ bên tôi nhé, thì bên tôi có thể đóng hàng gửi cho các bác tận nơi. Rồi, chào các bác nhé.